Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến với mọi người những câu khẳng định tích cực. Tôi là để chúng ta có thể thu hút sức khỏe, chữa lành cơ thể bằng lực hấp dẫn, giúp cơ thể của chúng ta hồi phục ngày càng khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, và giúp cho cuộc sống của chúng ta thêm niềm vui, thêm hạnh phúc. Để sử dụng những câu khẳng định tích cực hiệu quả thì mọi người nên sử dụng trước khi đi ngủ và sau khi thức dậy. Trong khi sử dụng, mọi người hãy thả lỏng, hít thở thật sâu và sử dụng những câu khẳng định này. Mọi người hãy hình dung cơ thể của chúng ta đang khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Nào, bây giờ chúng ta cùng hãy đọc theo những câu khẳng định. Tôi là. Tôi là sức khỏe. Tôi là mạnh mẽ. Tôi là sung sức. Tôi là bền bỉ. Tôi là tích cực. Tôi là năng lượng. Tôi là sức sống. Tôi là khỏe mạnh. Tôi là tươi trẻ. Tôi là năng động. Tôi là phước lành. Tôi là bình an. Tôi là hồi phục. Tôi là tái tạo. Tôi là cải thiện. Tôi là đề kháng. Tôi là miễn dịch. Tôi là lạc quan. Tôi là bình yên. Tôi là niềm vui. Tôi là hạnh phúc. Mọi người có thể lặp lại câu khẳng định này 2 đến 3 lần. Khi đọc những câu khẳng định này, mọi người hãy hình dung rằng cơ thể của chúng ta đang khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Chúc mọi người có một sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.